Nếu như anh chị em chúng ta đã quá chán ngán với trend Squid Game đang tràn ngập trên toàn bộ Internet, thì hãy thử trend mới Team Seas. MrBeast, kênh vlog cá nhân lớn nhất thế giới, và Mark Rober, anh chàng kỹ sư NASA bỏ việc để đi theo tiếng gọi hấp dẫn của YouTube. Hai người này đang kết hợp với nhau kêu gọi tất cả các nhà sáng tạo video cùng làm video để nâng cao ý thức của cộng đồng về vấn đề ô nhiễm ở trên biển. Mục tiêu của kế hoạch này là gây quỹ 30 triệu đô la để trục vớt 30 triệu pound rác thải, tức là khoảng 15.000 tấn, ra khỏi các mặt biển trên khắp thế giới. Nếu bạn muốn góp sức nhỏ bé của mình vào cái kế hoạch này thì hãy làm một video về biển, về ô nhiễm trên biển hoặc là về vấn đề môi trường nói chung, và đặt hashtag của video là Team Seas. Các bạn nhớ là hãy lên lịch để video của mình đồng loạt xuất bản vào lúc 3 giờ sáng ngày 30 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Nhớ là đừng có nôn nóng cho ra video trước thời điểm này. Ngoài các giá trị môi trường thì hy vọng rằng cái kế hoạch bí mật này sẽ nâng cao hình ảnh của chúng ta, đặc biệt là trong bối cảnh rất nhiều anh em chúng ta bị mang tiếng là câu view, là nội dung tào lao nhảm nhí. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ được chứng kiến quá trình thuật toán, học hỏi và điều chỉnh khi xuất hiện một trend hoàn toàn mới trên các nền tảng mạng xã hội.